Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Vai trò của Hồ Chí Minh với thắng lợi vẻ vang cách mạng tháng 8 1945 Thắng lợi của cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những thắng lợi nổi bật nhất Vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20, thắng lợi đó gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, cứu dân, ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thành công, với tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt được tình hình thế giới, đánh giá đúng thời cơ cách mạng người cùng Trung ương Đảng đã xây dựng lực lượng và lãnh đạo quân, dân cả nước tiến hành thắng lợi cách mạng tháng 8, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra trang sử vẻ vang trói lọi nhất cho dân tộc Việt Nam. Tháng 8 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng đồng minh, ở Đông Dương, quân Nhật hoảng loạn, phong trào cách mạng cả nước sôi sục. Những điều kiện cho Tổng Khởi Nghĩa đã chín muồi, bác Hồ đã khẳng định, lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu cũng phải dành cho được độc lập, với tư duy chiến lược, nhãn quan chính trị nhạy bén và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nắm chắc thời cơ cách mạng, kịp thời đề ra chủ trương, kế hoạch tổng khởi nghĩa, kêu gọi sự đoàn kết nhất trí của toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. Ngay đêm hôm đó, Ủy ban chỉ huy lâm thời khu giải phóng đã hạ lệnh khởi nghĩa và phát đi quân lệnh số một kêu gọi đồng bào cả nước đứng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội đại biểu quốc dân, tức quốc dân Đại hội Tân Trào, tiến hành họp và phát động tổng khởi nghĩa vũ trang, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, trong đó điểm đầu tiên là phải giành chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trên nền tảng hoàn toàn độc lập, Đại hội quyết định quốc kỳ nền đỏ. Sao vàng, chọn bài tiến quân ca làm quốc ca và bầu ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Quốc dân Đại hội Tân Trào là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, phát động khởi nghĩa giành chính quyền một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất, để cả đất nước Việt Nam đứng lên tự làm chủ vận mệnh của mình và đất nước mình. Thành công của Đại hội cho thấy sự sáng tạo độc đáo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vận dụng, và thực thi từng bước tư tưởng dân quyền ngay trong tiến trình đấu tranh giành quyền độc lập dân tộc bằng hình thức tổ chức Quốc dân Đại hội để thông qua quyết sách chuyển xoay vận nước bằng Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa với lời hiệu triệu: Hỡi đồng bào yêu quý, giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành độc lập chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên, tiến lên, dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, theo lời kêu gọi của Việt Minh, cả Hà Nội vùng dậy dưới rừng cờ đỏ sao vàng xuống đường tiến thẳng về trung tâm nhà hát thành phố để dự mít tinh. Sau loạt súng chào cờ vào bài tiến quân ca, đại biểu Ủy ban quân sự cách mạng đọc lời hiệu triệu của Việt Minh, cuộc mít tinh trở thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ khâm sai chạy lính bảo an và các cơ sở của chính phủ bù nhìn. Từ Hà Nội, làn sóng cách mạng tỏa đi khắp nơi, cả nước vùng dậy đấu tranh giành chính quyền và liên tiếp giành thắng lợi. Cách mạng tháng 8 là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp, Nhật, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng chục vạn nhân dân, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người nhấn mạnh, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một trong những thắng lợi nổi bật nhất, vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20. Thắng lợi đó gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta mùa thu tháng 8 năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son trói lọi, mở ra một trang sử mới, trang sử hào hùng nhất suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Như vậy, có thể khẳng định rằng vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam nói chung, với cách mạng tháng 8 nói riêng rất quan trọng, từ việc người xác định rõ đường lối cách mạng, kẻ thù cách mạng, nhiệm vụ cách mạng đến việc xây dựng căn cứ địa, xây dựng lực lượng, chính trị, vũ trang đặc biệt việc đánh giá đúng tình hình trong nước quốc tế phân tích rõ tình hình địch ta để chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa trên phạm vi toàn quốc với phương châm lấy sức ta mà giải phóng cho ta là một chủ trương rất đúng đắn sáng tạo việc xây dựng tinh thần đoàn kết toàn dân tộc được tập hợp trong mặt trận việt minh cũng là một bài học lớn về công tác dân vận của đảng trong mọi giai đoạn cách mạng Thế giới đã đánh giá về Hồ Chí Minh là người đã làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới trong thế kỷ 20 với những đóng góp của người cho cách mạng Việt Nam và thế giới. Phát huy những giá trị của cách mạng tháng 8 và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính phủ, nhân dân ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đề ra. Trong những ngày mùa thu lịch sử này, kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 phần 9, nhân dân Việt Nam lại hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhớ về bác muôn vàn kính yêu, chúng ta càng tự hào về những năm tháng hào hùng của mùa thu năm 1945 tinh thần cách mạng tháng 8 sẽ còn mãi tỏa sáng, là nguồn sức mạnh to lớn của thời đại mới, là động lực và chỉ dẫn quan trọng cho sự nghiệp đổi mới, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trên video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành xin chào và hẹn gặp lại